Hi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Liệu Trung Vlog nhé. Thì hôm nay mình làm cái video này là sorry hơi ồn chút xíu nhé các bạn. Mình làm cái video này á là để gửi tới các bạn về cái tình hình của Lộc Phu Hô và anh chủ nhà mới nhất. Mình có đọc nhiều cái comment trên những cái bài viết về phía anh chủ nhà là Lộc Phu Hô thì mọi người nhìn nhận một cách là có những bạn nhìn nhận đúng và có những bạn mà nhìn nhận là hơi sai một chút xíu. Tức có nghĩa là anh chủ nhà thì đã xuống nước các bạn nhé, anh chủ nhà đã xuống nước và chấp nhận phần thiệt. Điều đó là rõ ràng sớm muộn thôi, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng nghe anh ấy nói một chút xíu. Mình từ video đầu đến giờ mình lúc nào cũng ủng hộ cho Lộc Phu Hô hết. Nhưng cái video này thì mình vẫn ủng hộ Lộc Phu Hô. Nhưng mình muốn nói lên một cái điều là chúng ta cần nên nhìn nhận lại một chút xíu. Tức có nghĩa là khi mà anh chủ nhà đã giành cái quyền đó thì các bạn biết đó, cái người kinh doanh người ta có thể mất đi những cái số vốn, những cái mà công sức đồ này kia, thì người ta sẽ để làm gì để người ta kiếm được lợi nhuận từ cái việc kinh doanh của người ta. Nhưng cái việc kinh doanh không thành công là người ta cũng đã chán nản lắm rồi. Và như anh chủ nhà đã chia sẻ ngày hôm qua thì nếu các bạn xem thì các bạn sẽ biết. Nếu mà xem kỹ các bạn sẽ biết. Thì khi anh chủ nhà bày tỏ cái ý kiến của mình thì cũng rất là bình thường, chúng ta hãy suy nghĩ rất là bình thường luôn. Anh ấy chấp nhận thua cuộc. Các bạn hiểu ý không? Tức nghĩa là anh ấy sẽ chấp nhận thua cuộc với một lý do, với một điều kiện là Lộc phải gặp anh ấy và nghe điện thoại của anh ấy. Và cái mà mình đã nói ở những cái video trước là Lộc nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Mình là người đúng chứ không phải là sai, thì mình nên nói chuyện với anh ấy cho anh ấy hiểu và gặp mặt để anh ấy có thể chấp nhận cái sự chấm dứt hợp đồng đơn phương đấy của Lộc đó. Và như thế là hết ràng buộc, không có suy nghĩ gì cả đó. Thì Lộc cũng đã được sự giúp đỡ của rất là nhiều YouTuber như anh Hòa này, rồi Huy Lê này, rồi các anh em ở phía Bắc. Cũng có một số anh em đi vào trong thẳng trong Nam này, vào thẳng nhà Lộc đó. Thì có rất nhiều anh em, có rất nhiều anh em thể hiện sự quan tâm đối với Lộc. Thì theo mình nghĩ á, thì bây giờ Lộc nên nói rõ ràng, nghe điện thoại và gặp trực tiếp anh chủ nhà để bàn bạc lại cái vấn đề hợp đồng, thì chúng ta có thể giải quyết được nhẹ nhàng hơn. Thì chắc chắn nếu mà ví dụ như là thầy Hòa, ví dụ như là bộ sư Hòa đó, có xem được cái video của anh chủ nhà, thì chắc chắn anh ấy cũng xử lý như mình thôi, anh ấy cũng động viên Lộc như vậy thôi. Và gặp nếu mà có cần thiết thì sẽ có một người bảo trợ, hoặc là một người như là anh Hòa đó đi cùng, anh ấy sẵn sàng giúp ngay, chắc chắn là anh sẽ giúp đó, và tạo điều kiện cho hai bên gặp nhau và để nói chuyện xử lý chấm dứt dứt khoát một lần cho nó xong, thì không còn ràng buộc, không còn cái đôi co, không còn cái scandal này ở trên mạng xã hội nữa, để mỗi người lo một cuộc sống riêng cho bản thân, không bị ảnh hưởng đến cái tương lai của nhau nữa đó. Thì cái kênh của Lộc thì hiện tại thì cũng đã được bật lại kiếm tiền rồi, và anh chủ nhà nói như vậy không phải, theo mình nghĩ là anh chủ nhà nói như vậy không phải ý là thách thức Lộc hay là như nào đó, mà anh ấy nói là nếu chưa nghe được không chịu nghe điện thoại của anh ấy, không đến gặp trực tiếp anh ấy để nói chuyện rõ ràng, thì anh ấy không đồng ý đơn phương chấm dứt hợp đồng của Lộc. Tại vì
Nói như anh ta cũng có lý, tại vì khi mà Lộc đưa ra những cái chứng cứ để hủy cái hợp đồng về một phía của Lộc á, thì anh ấy cũng có thể đưa ra những cái chứng cứ để ràng buộc hợp đồng đó. Cho nên nó rất khó, nó loằng ngoằng. Nếu mà hai bên mà cứ nhằng coi nhằng lại thì nó không biết đến bao giờ nó mới xử lý xong cái sự việc này. Thì theo mình nghĩ cách tốt nhất là Lộc nên đi đến để gặp tiếp anh chủ nhà cùng với một một vài anh em YouTuber khác đó, thì nó sẽ tốt hơn. Mình chỉ có những cái góp ý nhỏ đối đến với Lộc, thì mong tất cả các bạn có những cái gì đó thì mong tất cả các bạn thông cảm giúp mình. Và nếu mà các bạn đồng quan điểm với mình thì các bạn có thể chia sẻ, hoặc là các bạn có thể nói cho Lộc hiểu và để cái sự việc này nó nhanh chấm dứt đi. Rồi, cái video này mình chỉ làm tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.